Hàn Quốc đã thực sự thán phục Việt Nam qua bài viết ca ngợi Việt Nam là hình mẫu của cường quốc. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Người có nét Việt. Các bạn thân mến, mới đây, trước thềm chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trang tin Good Morning của Hàn Quốc đã cho đăng tải một bài xã luận rất đáng chú ý liên quan đến Việt Nam với tiêu đề "Xuất khẩu nông sản cao nhất mọi thời đại, Việt Nam sự trỗi dậy nhanh chóng của thị trường thay thế Trung Quốc" đã thu hút rất nhiều chú ý của dư luận. Theo bài báo thì Việt Nam thực sự đang thức dậy sau một giấc ngủ say, họ trông thịnh vượng và nhộn nhịp hơn nhiều so với mức thu nhập khiêm tốn đầy tiềm năng và cơ hội. Và trong thành công ấy cũng có sự xuất hiện của Hàn Quốc, hiện là một trong những đối tác quan trọng nhất trên con đường thịnh vượng của Việt Nam. Bài viết đã đi vào phân tích những thành tựu phát triển của Việt Nam trong 30 năm qua, trong đó tập trung vào những thành tựu của ngành nông nghiệp, công nghiệp và thương mại. Bài viết ghi nhận, Việt Nam hiện đã trở thành một cường quốc nông nghiệp, đang trên đường hình thành một cường quốc, một trung tâm công nghiệp mới thay thế hoạt động sản xuất của Trung Quốc. Theo Good Morning, nổi dậy nhanh chóng như một trung tâm sản xuất thay thế Trung Quốc, dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay sẽ đạt 7% và Việt Nam đang nhanh chóng nổi lên như một trung tâm sản xuất mới thay thế hoạt động sản xuất tại Trung Quốc. Hoạt động sản xuất và thương mại của Việt Nam trong những năm gần đây đang bùng nổ nhanh chóng và đa dạng, từ việc sản xuất các mặt hàng cấp thấp như dệt may, giày dép đến các sản phẩm cấp trung và cấp cao như hàng điện tử, chip và thiết bị bán dẫn. Mặc dù gặp một vài thách thức do nhu cầu toàn cầu sụt giảm khiến cho các đơn hàng thiếu hụt trong những tháng cuối năm, nhưng không thể phủ nhận hoạt động công nghiệp và thương mại của họ đã vươn mình ra thế giới. Ngành công nghiệp Việt Nam cũng đang cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng và tập trung vào ngoại thương với các nước lớn, trong đó Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Hoa Kỳ đang là những thị trường lớn nhất của Việt Nam. Kinh tế Việt Nam năm ngoái đã tăng 2,6% bất chấp dịch bệnh, dự kiến sẽ tăng trên 7% năm nay. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua. Tất nhiên, thành công của Việt Nam không thể không kể đến sự hỗ trợ rất lớn từ các chính sách kết nối, hỗ trợ từ rất nhiều quốc gia. Chẳng hạn như số liệu lũy kế vốn đầu tư của các công ty nước ngoài vào Việt Nam từ năm 1988 đến nay, thì Hàn Quốc dẫn đầu với 74,7 tỷ đô, Nhật Bản thứ hai với 64,4 tỷ đô và Singapore thứ ba với 64,36 tỷ đô. Bên cạnh đó là sự mở cửa thị trường của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Liên minh châu Âu cũng là động lực lớn cho Việt Nam phát triển. Thương mại của Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ, từng bước xô đổ những kỷ lục mới. Từ chỉ khoảng 200 triệu đô vào năm 90, hiện đã đạt trên 700 tỷ đô vào cuối năm nay. Việt Nam sẽ là quốc gia duy nhất mà Hàn Quốc có mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, qua đó các hợp tác đối ngoại hai bên sẽ luôn đạt ở mức cao nhất. Và như những gì bài báo nêu bật lên về thành tựu của Việt Nam như một cường quốc xuất khẩu nông nghiệp, Hàn Quốc chắc chắn sẽ tiếp tục là một người bạn giao thương quan trọng của Việt Nam trong thời gian tới.